anh đã làm gián đoạn cái buổi tắm của em. Thì anh phải bắt đền cho em. Ý em là muốn anh tắm chung với em chứ gì? Sao hiểu ý quá vậy? Trời ơi, chán quá. Tại sao chưa có ai nhận ra cái khả năng thiên phú của Bao La vậy hả? Bao La là ai? Ủa bạn không biết hả? Còn có diễn viên nào vừa xinh đẹp mà diễn giỏi nữa, mà đã vậy còn có cái biệt danh rất là dễ thương, ngoài tươi. À, thì cũng có hơi tân bốc mình chút xíu. Chỉ có chút xíu thôi. Tại vì tôi chưa tới thời thôi chứ bộ. Chứ thật ra thì xung quanh tôi cũng có nhiều vệ tinh theo dõi lắm đó. Ê, nghe chưa, mới sáng sớm là có người gọi phải thay với tôi nè. Hello anh Phú. Làm cái gì mới sáng sớm phải thay cho em rồi. Nhớ em Phú. Yến, tôi gặp Kim đi. Kim. Có người gặp nè. Cũng gọi bà thì bà nghe, bà đưa tôi làm chị. Nhìn đi, bác sĩ Phú gọi. Không nghe. Bà nói chuyện đi. Cứ một mực đòi gặp bà nè. Không. Nhìn đi. Không là không. Nè, chuyện gì? Cô còn ngủ đúng không? Với tư cách là bác sĩ điều trị riêng cho cô, tôi yêu cầu cô mỗi sáng phải dậy tập thể dục. Sao cô không nghe lời tôi hả? Bây giờ còn nằm ườn ra đó nữa. Cô kỳ cục. Tôi muốn làm gì đó là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh? Cô có biết cô càng ngoan cố thì chứng bệnh trầm cảm của cô càng lúc càng nặng không? Yến, em lôi kịp vậy, tập thể dục cho anh. Nhanh lên. Em cũng bó tay. Nhiều lời. Ủa tại sao cuộc đời của tôi lại gắn với cái ông bác sĩ cụ non là vậy hả Yến? Thì ai mà biết được. Nhưng mà ê, có khi nào ông thích bà không? Cái gì? Ai? Thích tôi? Bà khùng hả? Nếu mà không thích á, sao tự nhiên lại gọi cho tôi mà đòi gặp bà, rồi quan tâm bà như vậy nữa? À, nếu như mà ông không thích bà, vậy là bà thích ổng. Bà thích ông nhà. Trời ơi. À, ngươi. Tôi không quan tâm đến đàn ông. Tất cả đàn ông trên đời này đều háo sắc như nhau, hiểu chưa? Ừ, đúng rồi. Ừ, không có thích đâu, không thích đâu. Nhưng mà mặt đã em kêu kìa. Cái gì vậy? Trời ơi, bà Kim thích bác sĩ Phú. Bà không muốn bị bác sĩ Phú thích bà Kim. Bà với tôi đi. Bà Kim thích bác sĩ Phú. Cho bà Kim ạ. Kim Phú Phú Kim gì ở đây hả? Bà Kim ông Phú bà Kim. Phải cho bà một chậu bà mới im đúng không? Không. Trời ơi, bà có nói quá không? Tôi thấy nó là cái bình bình thường mà. Bình thường cái gì? Tụi nó ổng thích là ổng thích, bà hiểu không? Trời ơi, bây giờ phải làm. Có cách. Đại đi. Ờ, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Để rồi. Rồi. Ai? Tôi cảm thấy là khiến nghệ thuật của Từ Điển chưa bị ăn mòn đó. Tôi thấy nó khác xa nữa. Ờ, mà thôi kể đi. Mấy bà, thật sự ở đây á hả? Đẹp. Đẹp quá. Wow, đẹp quá. Vừa nghĩ thơ mà còn vừa làm lố nữa.
Chỉ có thể hiện lòng biết ơn thôi chứ biết làm sao. Niềm nở. Cười. Cái bình giả cổ này đẹp quá. Đúng là một kiệt tác. Ê, bà nhắm bà làm được cũng vậy. Bà cảm thấy quan ngại sao chứ ta? Yên tâm, tôi á học thiết kế thời trang. Mấy cái này á tôi làm hoài à. Tôi sẽ làm giống 99% cho hai bà coi. Sắp xong rồi. Ờ, đó, thấy chưa? Một tuyệt tác. Quá giống luôn. Tôi thấy nó khác xa lúc đầu nữa. Chắc cái dự án đợt này tôi phải dành hết tiền cát xê để trả nợ. Khoan, bà mới nói dự án gì vậy? Dự án phim điện ảnh. Dự án phim. Đừng có nói bà là diễn viên nha. Diễn viên ESO thì có. Nè, không phải là tôi ế đâu nha. Chẳng qua là tại vì tôi đang đi học cho nên nó là tôi hạn chế nhận xô lại thôi. Chỉ có những cái dự án phim điện ảnh nào mà lớn tôi mới nhận thôi. Vậy luôn. Điện ảnh. Nói như vậy á, chắc chắn á bà phải rất nổi tiếng cho nên bà mới được mời đóng phim điện ảnh. Cũng có thể là vậy đó. Ê, nếu như bà nổi tiếng á, đừng có quên tôi nha. Tôi sẽ thiết kế cho bà những bộ cánh thiết là lộng lẫy. Bà sẽ giống như là Angela Jolie. Còn tôi sẽ là stylist của Angela Jolie. Bớt mơ mộng đấy má. Trời ơi. Vậy á là sau này tôi sẽ là nhà thiết kế của nữ diễn viên nổi tiếng. Alo, anh hai hả? Hả? Sao anh biết địa chỉ ở đây? Bà làm gì mà cuốn cuồng anh vậy? Trời ơi, anh tôi nổi tiếng khó tính bà ơi. Bỏng qua đây làm cái gì kiểm tra rồi về báo cáo lại cho ba mẹ của tôi biết đó. Cái gì? Bà lớn rồi mà còn bị gia đình kiểm soát gì nữa hả? Ê, bởi vậy bà ý tứ cho tôi một chút coi. Mới nó có làm quán cái thằng anh này làm sao? Cầm lên! Nhanh! Mau lên! Chọn gì? Còn gì chưa chuẩn bị nữa. Mua đồ ăn bỏ vô tủ lạnh. Trời ơi. Trời ơi. Mua đồ ăn bỏ tủ lạnh. Ê, sao phải mua đồ ăn bỏ tủ lạnh nữa vậy? Trời ơi, bà có biết không? Anh của tôi hả, với cái tính của ông tới ông sẽ lục ngay cái tủ lạnh ra, mở tủ lạnh trống trơn là hễ nào cũng về nói ba mẹ tôi là bỏ bữa. Được. Tôi đi mua đồ ăn nha. Bye bye bà. Dẹp giùm tôi. Thiệt là khổ sở. Cái bộ số con này còn khổ hơn mình. Ê, có điện thoại. Anh Sơn. Alo, anh Sơn, em nghe nè. Em hả? Anh nhớ em quá. Qua với em liền đây. Trời ơi, hôm nay anh kêu anh nhớ mình. Rồi. Cái bệnh. Không được. Càng không được.
Ôi sao em ở nhà mà em không mặc đồ mà sao quấn cái khăn không thôi vậy? Thì ai biểu anh kêu anh qua gấp quá làm chi? Em tắm xong chưa kịp thay đồ. Đang đi tắm hả? Thôi em đi tắm đi. Khoan. Anh đã làm gián đoạn cái buổi tắm của em. Thì em phải bắt đền cho em. Ý em là muốn anh tắm chung với em chứ gì? Sao hiểu ý quá vậy? Anh Sơn. Anh biết ngay mà, em lúc nào cũng như vậy hết á. Thôi thì lỡ rồi, mình giỡn luôn đi anh. Anh lỡ đi rồi thì ơi. Khoan. Nè, cái bình cổ của anh tại sao bị bể rồi? Ai là bể cái bình của anh? Em biết là cái bình nó mắc tiền luôn hả? Ai không có biết. Bể Kim bình ơi. Của anh. Xin lỗi, tại vì tôi thấy cửa ngoài kia không khóa cho nên là hình như là nhầm nhà rồi. Lỗi này có phần của Kim nữa chứ bộ. Anh Sơn. Cái giờ này mà Kim nó chưa về nó là sao ta? Được không rồi? Đi về với anh hai nha. Hai, anh đang làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Hôm nay là... Này, làm cái gì? Là hả? Cái đồ dễ sợ. Em gái thuê nhà trọ mới đây sao? Kim, đi về với anh hai, nhanh lên. Không có ở đây nữa, đi về. Nhanh. Không đi mà không. Con nhỏ nó không muốn về, anh còn lôi kéo làm gì nữa. Sao đẹp trai mà không giữ cái gì? Đúng rồi đó, anh thiệt cái là vô lương tâm. Là ác rồi mà còn dê nữa. Đúng rồi, dê mà còn ác. Cái gì? Ai dê ai ác? Hả? Kim, em ở với em không ở, ở với mấy cái đứa giống vậy nè, toàn miệng lưỡi không à. Ăn nói trắng trợn. Anh nói ai vậy? Nè, ông anh, nói gì thì nói, đừng đụng tới mấy em gái của tôi nha ông anh. Đáng lẽ ông anh phải mừng khi em gái của ông anh đang học luật, được ở chung với hai bé gái này, lại được tăng cái trình biện hộ lên chứ. Tăng trình biện hộ. Anh hai, cho em ở đây đi mà anh hai, năn nỉ anh hai á. No, nhất quyết là không được. Em có biết hồi nãy anh vô anh chứng kiến được cái cảnh gì không? Hả? Người này nè, thằng áo trắng đẹp trai đó, ha. Với con nhỏ này nè. Với nhau. Ủa, hai người đó làm cái gì vậy anh? Ê, gì? Nãy đã nói rồi mà, tôi đã giải thích rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, trượt chân té thôi mà. Đúng rồi, hiểu lầm thôi. Hiểu lầm, ai mà tin. Nè, một nữ, một nam trong một căn nhà, ngã ngưỡng với nhau, vậy kêu là vô tình hả? No, Kim, em ở với mấy người này rồi em thèm rồi làm sao? Hả? Mấy người cứ là kiểu rủ cù cưa cung kính với nhau thì làm sao? Làm quá lắm rồi nha ông anh. Cái căn biệt thự này của tôi không phải ai muốn vô ở là ở được đâu nha. Đáng lẽ ông phải vui mừng khi em gái ông ở đây chứ. Ai thèm dụ dỗ em gái không? Nè, chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt của ông là thấy đủ nguy hiểm rồi. Kim, đi về. Đi về với anh hai. Cái gì? Đi về. Các người làm gì vậy? Mấy người làm cái gì vậy? Tôi sẽ kiện các người về tội xâm phạm thân thể bất hợp pháp. Tôi chấp hết. Xin lỗi anh hai. Nè, ông anh của em nặng lắm luôn đó. Mình làm gì có ổn không anh Sơn? Trời ơi. Hai, bà đừng có lo. Bà phải làm như vậy á thì ông mới cho bà ở lại chứ. Ngọt.
Tôi thấy anh tội tội sao á. Đó, anh không nói gì kìa. Ha kìa ha. Kim, anh sẽ mét ba mẹ cho biết. Ha, em là có gì là không được. Anh ra, nhanh lên, nhanh lên. Xin lỗi anh nha. Tôi đã khiến cho anh trai của bà không mở miệng ra được rồi đó. Ủa? À, sao bà ở đây vậy? Tôi hả? À, anh quên giới thiệu với hai em. Đây là Arion Linh. Người thứ ba ở trong căn biệt thự của chúng ta. Hả? Anh Sơn, không phải anh nói là không phải ai cũng được ở trong căn biệt thự này hả? Thật ra thì anh có nói với em rồi. Nhưng mà Linh đã lỡ đóng cho anh 3 tháng tiền nhà rồi. Dạ, lý do chính tôi tới đây á là gì? Tôi muốn trở thành nhà thiết kế kim stylist cho diễn viên nổi tiếng Yến Đa La. Diễn viên nổi tiếng? Ủa, thì tôi cũng từng được đóng phim điện ảnh chứ bộ. Cái gì? Bà còn đóng vai điện ảnh nữa hả? Bà đóng phim gì vậy? Phim Gái Ngoan. Gái Ngoan? Trời đất ơi, Gái Ngoan. Gái Ngoan. Phim đó tôi coi tới 4 lần luôn rồi đó. Nhưng mà bà vai gì vậy ta? Trời ơi, em đừng có nghe lời Yến. Em nghe lời Yến là em bán nhà đó. Hả? Mấy người tin tôi vậy? Được rồi, tôi sẽ cho mấy người thấy. Ủa, bà Yến, hôm nãy giờ không thấy bà đâu vậy? Từ từ đi, sắp tới rồi. Thôi, kìa, thấy không? Tôi kìa. Cái gì vậy? Đó, thấy chưa? Trời, cái phim nổi tiếng vậy mà tôi cũng có vai trong này. Đó là tôi cũng nổi tiếng. Diễn viên một chút xuất hiện 1/10 giây gì mà bà cũng nói nổi tiếng nữa. Trời ơi, báo hại tôi phải đóng 3 tháng tiền nhà. Năn nỉ anh Sơn ý ơi, anh mới cho tôi ở. Sao tôi khổ quá vậy này trời. Chia buồn cùng bà. Thôi, đừng có buồn. Ở đây á, anh sẽ làm cho em vui. Nhưng mà không sao, bây giờ bà chưa nổi tiếng, nhưng mà sau này bà sẽ nổi tiếng. Lúc đó tôi sẽ được thơm lây. Thay đổi chóng mặt. Alo, Yến nghe. Hả? Cái gì? Yến, bà có sao không vậy? Ê, thái độ vậy hả? Nhà bà có chuyện gì hả? Thôi vô duyên hả? Yến, bà có chuyện gì hả? Đạo diễn mời tôi đi đóng phim điện ảnh. Bà má ơi, cuối cùng này cũng đã có người nhận ra tài năng của con rồi. Đạo diễn gọi đích thân cho bà vậy á là vai chính phải không? Quan trọng lắm đúng không? Vai chính hả? Dịch sự. Thôi, vai chính này bộ thì có sao đâu. Đỡ hơn là xuất hiện 1/10 giây, đúng không? Kỳ này á là sẽ xuất hiện nhiều hơn, đúng không? Bây giờ á, để suy nghĩ coi nha. Tôi quyết định sẽ tức tắc lại bà từ đầu cho tới chân. Lúc mà bà lên casting á, bà sẽ là người nổi bật nhất. Đúng rồi. Tụi mình cần phải có một ekip riêng cho Yến luôn. Từ quản lý make up stylist cho đến vệ sĩ luôn. Được á. Nhưng mà chỉ là vai phụ thôi, có cần rườm rà gì không? Bỏ ngay cái suy nghĩ đó cho anh. Dù là vai phụ em phải xuất hiện cực kỳ nổi bật. Dù là không đẹp nhưng ekip của em phải cực kỳ hùng hậu. Ba cặp nữa. Khi em xuất hiện chắc chắn là em sẽ vượt qua vòng giữ xe. Các bạn còn lại sẽ lép vế với em hết. Đúng rồi. Cơ hội ngày năm có một, chừng nào bà casting? Ngày mai. Nhanh vậy. Vậy là tụi mình phải lên ekip gấp. Bây giờ hả bà Linh? Bà chịu trách nhiệm là thiết kế một bộ trang phục thật là lộng lẫy sang trọng cho bà Yến đi casting. Chuyện đó. Tôi sẽ xung phong làm quản lý. Vệ sĩ
no, no, anh không có liên quan tới giấc mơ trở thành ngôi sao của tụi em nha. Trời ơi, thôi không được đâu. Anh vì sự nghiệp của Miễn đi. Ôi, ngày mai á, chắc là cũng có nhiều cô gái trẻ đẹp lắm. Ba dòng thì bốc lửa. Trời ơi, chắc chắn là sẽ có nhiều anh trai mê mẩn ngay coi. Tiếc quá ha, tụi mình cần vệ sĩ. Giờ ai cần vệ sĩ bây giờ? Được rồi, anh sẽ lại vệ sĩ. Thiệt không? Trời, ủa, lúc nãy anh mới nói là anh không thích mà. Bậy, có đâu. Với lại á, Yến thuê nhà trọ ở đây, anh coi tụi em như là em gái của anh. Bé Yến mà nổi tiếng, nở mày nở mặt là anh, đúng không? Cho nên cái chân vệ sĩ đó là anh. Cho nên anh quyết định anh sẽ là vệ sĩ. Vậy thì được rồi. Duyệt. Anh nói gì kìa? Cho anh đi với anh có làm vệ sĩ. Thiệt tình, hiểu cậu làm sao. Đợt này tuyển viên gì đâu mà vừa xấu vừa không biết diễn. Dạ, em sẽ rút kinh nghiệm. Hãy chạy theo những ước mơ, vì ta chỉ có một lần để sống. Mỉm cười khi ta tự tiến bước qua chính ta, để chính ta.